Các anh em, đây là khoảnh khắc mà chúng ta đang cần cần trải nghiệm rồi đấy. Chính là ngày được nhận cái Class B. Và đây là một thẻ Infinity Project Black S 4 3 2 1 1 2 3 4. Thằng nào bán một thẻ Black Z của tôi rồi? Bị cướp rồi. Tôi đã bị cướp cướp thẻ Black S rồi. Muốn thêm thẻ thì phải lên có Legend Pass. Ba thẻ ở đây là trong ấy. Ừ, đúng rồi. Tổng cộng là 10 cái mà. Thôi anh cùng nhau chọn là xe để nâng cấp nha. Tất cả xe đều 2 sao hết rồi. Có đúng con Vantage. Vantage nó quốc dân nên là tôi không định dám start. W12 Couple. Vẫn chọn Roma đi. Xong. Một thẻ nữa. Đó. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người với buổi sau. Bye bye.